Hello anh em, hiện Hyundai Kona 2021 nha. Này, up nâng cấp thì bộ hộp HUD nha. Mới nhất đây. Xe này lắp Airbox nha anh em. Có màn trình 2K đây. Thêm bộ HUD mới nhất à. M15 Pro. Xe này lắp hơi khó xíu nha anh em. RB nó bị vướng cái cục quái này mà lắp phải đẩy cục RB vô trong mới lắp được. À này, nhiều chế độ chính nè. Nhiều chế độ luôn. Lời xin lỗi đôi giày trên khi từ biệt.